Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay em Dân Trịnh xin giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em này, những mẫu đồ dùng nhà bếp này. Đây, ở bên này là các ở chỗ đỏ đỏ là bác những đồ dùng nhà bếp các nhé. Bên này thì dùng kim khí này, đèn pin này, sạc ắc quy này. Đấy, bên này thì dây câu bình này. Đấy, và một số mẫu đồ dùng tiện ích này. Đấy. Thì đầu video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bình tưới cây này. Đấy, và các bác đặt hàng bên em thì đơn trên 400k thì em Dân sẽ bao ship cho các bác nhé. Và đơn trên 500k thì em Dân sẽ có một phần quà nho nhỏ để tặng quý cô bác anh chị. Đấy, và phần quà đây, phần quà trên 1 triệu thì chúng ta sẽ được tặng một con dao này. Đấy, sẽ làm con dao này làm quà tặng nó nhé, con dao gọt hoa quả nhé. Con này con cái dao gọt hoa quả bản lớn. Đấy, hoặc là một... đơn trên 1 triệu thì chúng ta sẽ có một được tặng một cái máy xay mini này, một cái máy xay này. Đấy, còn đơn trên 500 thì phần quà của các bác sẽ là một cái dây sạc điện thoại này, hoặc là một cái bộ lấy giấy tay đa năng các bác nhé, một bộ giấy tay đa năng, hoặc là một cái motor 186 nữa, motor 775. Đấy, hoặc là một cái súng bắn keo nến nhé các bác nhé. Thì tùy các bác thoải mái lựa chọn. Thoải mái lựa chọn các bác nhé, súng bắn keo nến. Đầu video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu cho các bác là một cái mẫu đây, xả cho các bác cái lại hôm nay video đầu tiên thì xả cho các bác cái hòm đồ nghề này, hộp đồ nghề này. Hộp đồ nghề này thì trước em đang bán với giá là 1.250.000 đồng. Đấy, thì video này em Dân xin xả cho các bác xuống còn 1.100.000 nhá. Video này xin xả cho các bác xuống còn 1.100.000. Đây, đúng như trong hình luôn. Đấy, dùng rất là đa năng, đa tiện lợi luôn, chúng ta dùng thoải mái luôn nhé các bác nhé. Đầy đủ kìm kéo mỏ lết các thứ này. Hàng này hàng của Đức thôi nhé. Này, rất là đa năng đa tiện lợi. Kìm này nó có cả chỗ cái này lỗ này, tước dây nhỏ nhỏ cho chúng ta này. Đấy. Bộ này là bộ của thương hiệu Wheeling của Đức thôi nhé. Thương hiệu của Đức. Đấy, Germany này. Germany chứ xin lỗi, của Wheeling. Đấy. Dùng xong chúng ta đậy lại. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu cho các bác là một cái mẫu bình tưới cây này. Bình tưới cây các bác nhé. Đấy. Bình này thì đây chúng ta tưới cây này, chúng ta ép khí xuống này. Đấy. Và chúng ta xịt này. Rất là khỏe mạnh nhé, rất là mạnh luôn. Và rất là được lâu luôn. Đấy. Đấy, chúng ta càng ép nó càng chặt tay thì nó sẽ càng được lâu không nhé. Chúng ta càng ép chặt tay nó sẽ càng được lâu. Đấy. Rất là ok này. Bình này thì là bình 2 lít thôi nhé. Chúng ta có thể pha những cái thuốc trừ sâu hay là thuốc kích thích để chúng ta pha tưới cho xịt cho những cây nhé. Đấy, cây của chúng ta phát triển. Bình này là bình nhập nhé các bác nhé. Bình này là bình nhập. Đấy. Và bên em đang bán với giá là 120.000 đồng một cái này. 120.000 đồng một cái mẫu bình này các bác nhé. Đấy, chúng ta ép khí ở đây. Đấy, chúng ta ép khí ở cái tông cái ép khí này. Đấy. Còn đây là vòi ống nước. Vòi ống nước các bác nhé. 120.000 đồng một cái mẫu bình tưới cây. 120.000 đồng các bác nhé. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu dây ô này. Ô này, lại giới thiệu qua cho các bác một mẫu ô một tí này. Đấy. Chúng ta bấm vào đây này, bấm vào nút này và mở và tắt này. Đấy, chúng ta bấm vào cái nút này các bác nhé. Đấy, bấm vào nút này này, nó sẽ tự thu ô về. Nó sẽ tự thu ô về nhé. Đây em xin bấm cho các bác này. Đấy. Bấm, đấy tự sẽ thu ô về. Đấy, và chúng ta tắt đi. Cái mẫu ô này bên Nam Dân đang bán với giá là 120.000 đồng một cái nhé. 120.000 đồng một cái ô các bác nhé. Đấy, tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu cho các bác là một cái mẫu kéo cắt vải này. Kéo cắt vải này. Đấy, kéo cắt vải thì còn 4 cái thôi. Đấy, còn 4 cái. Đấy, hôm qua quên không lên mã xả cho các bác luôn cái mẫu kéo cắt vải này. Đấy. Con này thương hiệu của nó thương hiệu Urbani. Urbani. Đấy. Bên em đang bán với giá là 220.000 đồng. 220.000 đồng nhé. Đấy, cắt vải rất là sướt luôn. Đấy, cắt rất sắc bén. 220.000 đồng một mẫu này. Rất là sắc. Đấy, con này thương hiệu của Nhật nhé các bác nhé, đến từ thương hiệu của Nhật. Kéo cắt vải. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu cho các bác là một cái bộ mũi khoan này. Bộ mũi khoan này. Đấy, bộ mũi khoan này thì bên em Dân đang bán với giá là 170.000 đồng một bộ. Đấy, một bộ này của bên em thì là có gồm có 2 4 5 món, 5 món này. Đấy. Có 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12 các bác nhé. Đấy. 170.000 đồng một bộ này. 170.000 đồng một bộ này các bác nhé.
170.000 đồng. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu cho các bác là một cái mẫu dao dọc giấy này. Dao dọc giấy nhé. Đấy, mẫu dao dọc giấy này thì thương hiệu của nó thương hiệu Tarima. Tarima của Nhật. Đấy. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 100.000 đồng một bộ. Một cái này. 100.000 đồng một cái dao dọc giấy này. 100.000 đồng. Thương hiệu của Tarima. Đấy. Đi kèm theo nó là một cái hộp dao dọc lưỡi dao dọc giấy của Hàn Quốc. Đấy, bên em đang bán với giá là 50.000 đồng một hộp. 50.000 đồng một hộp. Lưỡi dao dọc giấy này. Đấy, đây. Rất là xịn sò quá nhé. Này có hộp đựng cho chúng ta đàng hoàng luôn này. Có hộp đựng luôn. Đấy, dùng xong chúng ta ấn vào đây cất đi. 50.000 đồng một hộp lưỡi. Đấy. Rất là đa dạng này. Của Hàn Quốc. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu cốc tự khuấy nhé. Cốc tự khuấy này. Đây. À, cốc tự khuấy. Đấy, con cốc này thì sử dụng bằng pin nhé. Sử dụng bằng pin này. Đấy, chúng ta bật lên. Rất là mạnh mẽ các bác nhé. Rất là mạnh mẽ luôn. Đấy, em tắt đi để em giới thiệu cho các bác này. Đây. Pin thì chúng ta để ở sau này có nhé. Đấy, để hai cái sau này. Đấy, hai cục. Hai cục. Đấy. Và chúng ta cái lớp ở đây là con một lớp inox 304 nhé. Đấy, để chúng ta chấm hao mòn han rỉ. Đấy, bên ngoài cũng là một lớp inox 304 nữa. Đấy. Mẫu này thì bên em Dân đang bán với giá là 150.000 đồng một cái cốc tự khuấy nhé. 150.000 đồng một cái cốc tự khuấy này. Nắp này của nó cũng có cái gioăng này. Nắp này của nó cũng có cái gioăng để chúng ta chống văng nước các thứ ra này. Đấy, chúng ta để đầy được, để đầy nước quá thì chúng ta đậy cái nắp này lại. Đậy cái nắp này lại này. Đấy. Và chúng ta bật khuấy lên. Đấy. Cái này thì nó có rất đa dạng màu sắc nhé. Nên là các bác vui lòng không chọn màu giúp em nhé. Hạn chế chọn màu nhé. Ví dụ vậy. Đấy, tại vì nó cũng là alo xô thôi. Cốc nước tự khuấy. 150.000 đồng một cái cốc nước tự khuấy này các bác nhé. Đây, còn cái này là sẽ làm phần một cái máy xay này. Một cái mẫu máy xay này. Đấy, máy xay này sẽ làm phần quà cho các bác nhé. Phần quà cho các bác nào đặt đơn dây 1 triệu đây, em xin ấy đấy. Đấy. Chúng ta cho vào lắp vào cái đây. Đấy, và chúng ta bấm. Hết pin thì cái này chúng ta sạc các bác nhé. Hết pin thì chúng ta sạc pin ở đây. Sạc pin ở đây. Đấy. Lỗ cắm sạc đây. Đấy, chúng ta cắm sạc pin vào. Đấy. Và cái này thì bên em chỉ tặng quà chứ không bán đấy các bác nhé. Cái này bên em chỉ tặng quà cho các bác nào đặt hàng đơn trên 1 triệu nhé. Đơn trên 1 triệu thì em xin tặng các bác làm quà. Đấy, làm kỷ niệm. Đấy. Nói chung là hàng này thì nếu trước kia em đang bán là 150.000 đấy. Nhưng mà lần này thì thôi. Đấy, để làm tặng quà tặng cho các bác. Để làm quà tặng cho các bác nhé, đơn trên 1 triệu. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu cho các bác là một cái mẫu máy cạo râu của thương hiệu Panasonic này. Rất là xịn sò luôn này. Đấy. Đấy, con này lắp lệch là nó sẽ tiếng kêu khác nhé. Đấy, con này lắp lệch là nó sẽ tiếng kêu khác coi nhé. Đấy, chúng ta phải lắp đúng này. Đấy. Đấy, êm ngay. Đấy. Con này thì hàng của nó là hàng made in Thái Lan nhé các bác nhé. Đấy, nhà máy của nó là tại Thái Lan. Và con này bên em Dân đang bán với giá là 400.000 đồng. 400.000 đồng một cái. Đấy, vâng. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu dao này, một số mẫu dao này. Dao chặt, dao thái các thứ của Nhật này. Đấy, ở đây là bộ dao này. Bộ dao. Đấy, mua bên em lại mới về các bác nhé. Mua của Đức thì bên em lại mới về này. Đấy, mẫu muôi này thì chất liệu của nó là inox 304 các bác nhé. Chất liệu của nó là inox 304. Con này thì bên em đang bán với giá là 70.000 đồng một cái. 70.000 đồng một cái muôi này. Đấy, thương hiệu Wheeling này. Thương hiệu của nó thương hiệu Wheeling các bác nhé.
Còn đây là bộ dao này. Bộ dao này bên em đang có là bộ dao Nhật này, và bộ dao Đức này. Đấy, bộ dao của Nhật thì bên em dân đang bán với giá là 1.200.000 đồng. Đấy, 1.200.000 đồng. Rất là đẹp luôn chúng ta này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, còn bộ dao của Đức. Còn bộ dao của Đức đây, bên em đang bán với giá là 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng các bác nhé. 1.000.000 đồng của một bộ dao của Đức. Đấy, tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kéo cắt gà này. Đấy, con này thì rất là đa năng, cắt gà vịt này. Đấy, xong là ăn hải sản này. Đấy, xong là đánh vảy cá này. Đánh vảy cá này. Đấy, và cắt gà, cắt vịt, cắt thực phẩm này. Đấy, cắt dùng chặt gà, chặt vịt không cần dao thớt. Đấy, một con gà 3-4 cân vẫn ok. Đấy, thì đây là một mẫu kéo cắt gà. Đấy, bên em đang bán với giá là 230.000 đồng một mẫu này coi nhé. 230.000 đồng một mẫu kéo cắt gà của Nhật này nhé. Kéo cắt gà của Nhật. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu kéo cắt gà của Nhật nữa này. Con này thì chỉ làm quà tặng thôi nhé. Con mẫu kéo cắt gà này chỉ làm quà tặng khi các bác đặt hàng đơn trên 1.000.000 đồng. Đơn trên 1.000.000 đồng em tặng quà cho các bác luôn. Mẫu kéo cắt gà này bây giờ không bán nữa, chỉ làm quà tặng. Đấy, trước em đang bán với giá là 180.000 nhé, nhưng mà lần này giờ bây giờ là chỉ làm quà tặng thôi. Đấy, không bán nữa, còn có ít thôi. Còn ít nên là để làm quà tặng cho các bác. Nhiều bác thích cái bộ này. Đấy, nên là nhìn nhiều bác thích cái kéo cắt gà này, cán nó lên thân nhé, chỉ làm quà tặng. Đấy, 180.000 đồng nhưng mà không bán, bây giờ không bán mẫu này nữa coi nhé. Đấy, làm quà tặng cho các bác khi các bác mua đơn trên 1.000.000. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một số mẫu dao thái này. Đấy, thì đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác là mẫu dao đầu tiên là dao thái 1 này. Mã đầu tiên là mã thái 1 nhé. Bên em đang bán với giá là 200.000 đồng. Thương hiệu của nó là thương hiệu Gunbo nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu Gunbo. Đấy, Gunbo. Đấy, hàng này hàng của Nhật. Dao thái Gunbo 200.000 đồng. Mẫu này bên em đang bán với giá là 200.000 đồng các bác nhé. Rất là sắc bén luôn. Thái 1, 200k. Đấy. Tiếp theo thì có lên mã cho em mã này, mã thái 2. Thương hiệu của nó thương hiệu Sato. Sato. Con này các bác lên cho em mã là thái 2, 220.000 đồng. 220.000 đồng nhé. Mã thái 2, 220.000. Rất là sắc bén. Đấy. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đấy. Tiếp theo các bác lên cho em một mã nữa là mã thái 3. Thái 3. Con này cũng của Sato nhưng mà mũi nhọn. Đấy. Hai cũng 220.000. Ừ. Một mã tiếp theo là một mã thái 4. Một mã thái 4 này. Đấy, cũng 260.000 đồng. 260.000 đồng các bác. Thái 4 260.000 đồng, thương hiệu của nó thương hiệu Kai. Thương hiệu của Kai Javan. Đấy, chúng ta làm nghề thì tuyệt vời luôn rồi. Đấy, lọc lọc thái thái. Ừ. Tiếp tục chương trình thì em xin giới thiệu qua một số mẫu liếc mài này. Liếc mài này. Đấy, liếc tròn cũng nhé. Bên em còn mẫu liếc tròn này. Đấy, liếc dẹp thì đang tạm hết này. Đấy, bên em đang bán với giá là 180.000 đồng. 180.000 đồng một mẫu liếc mài này. Liếc mài này 180.000 đồng. Đấy. Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là một mẫu dao gọt hoa quả này. Dao gọt hoa quả này thương hiệu Gunbo này. Bên em đang bán với giá là 90.000 đồng một con. Đấy, hàng của Nhật các bác nhé. Đấy, dao dọ bên em thì đảm bảo cho các bác luôn là hàng xịn sò luôn các bác nhé. Dao dọ bên em đang đảm bảo luôn. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu cho các bác một số mẫu dao chặt nhé. Đấy, dao chặt này. Dao chặt 1 cân này. Đấy, dao chặt 1 cân này, dao chặt 7 lạng này, dao chặt 5 lạng này. Đây, một con 1 cân này. Con 1 cân này bên em dân đang bán với giá là 420.000 đồng. Thương hiệu của nó là thương hiệu của hàng Nhật Bản, Mỹ Javan, Yamato, Musato. Musato. Đấy. Chặt 1 cân. Rất chắc tay. Đấy. 420.000 đồng. 420.000 đồng một mẫu này nhé các bác nhé. Chặt 1 cân. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em mã này, mã chặt 1 này. Đấy, ra chặt 1 thương hiệu Gunbo. Đấy. Tổng trọng lượng tất cả của cả hộp của nó là 7 lạng, 700 g và nguyên con dao của nó là 600 g nhé. Nguyên con dao của nó 600 g, con này chặt rất sướng này. Chặt rất sướng này. Đấy, con này thì chặt gà chặt vịt thì tuyệt vời luôn các bác nhé. Con này chặt gà chặt vịt thì tuyệt vời luôn này. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 350.000 đồng.
Đấy, các bác lên cho em mã này là mã chặt 1. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là một mã chặt 2. Mã chặt 2 nhé. Con này thương hiệu của Akatsuki. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 300.000 đồng. 300.000. Mã chặt 2. 300k. Con này chặt gà chặt vịt thoải mái này, cán liền thân này. Cán liền thân này. Chặt 3 các bác nhé. Tiếp theo các bác lên cho em một cái mã nữa là mã chặt 4 này. Mã chặt 4 này. Thương hiệu cũng là của Akatsuki này. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 330.000 đồng. 330.000 đồng nhé. Chặt 4. À chặt 3, mã này chặt 3. Con này nặng hơn 7 lạng. Hơn 700 g. Chặt 3. Tiếp tục chương trình thì em xin giới thiệu các bác là một con dao chặt chặt 4 này, mã chặt 4 này. Con dao này ở trong bộ dao Gunbo nhé. Con này dao này trong bộ dao Gunbo này. Bên em đang bán với giá là 300.000 đồng một con này. 300.000 đồng. Chặt mã chặt 4. Đấy. Mã chặt 5 là của dao Đức các bác nhé. Mã chặt 5 là của con dao Đức. Đấy, con dao Đức. Mã chặt 5. Cũng 300.000 đồng luôn. Cũng 300.000 đồng các bác nhé. Chặt 5 cũng 300.000. Thương hiệu của Willing. Đấy. Đảm bảo với các bác luôn là hàng xịn sò luôn các bác nhé. Bên em đảm bảo với các bác luôn là hàng đảm bảo là chất lượng. Đấy, xịn sò. Đấy. Vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu cho các bác một cái số cái mẫu sản phẩm của bên em nhé. Đấy, các bác đi qua kênh đừng quên cho em Dân xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác đã xem video của em.